Hey, xin chào các bạn. Hôm nay đột ngột bà nội búp bê Squid Game xuất hiện và đòi mình giúp mình trong 5 ngày tới bảo vệ khỏi những con quái vật mà bà búp bê Squid Game đã nhốt. Ai, liệu mình có bảo vệ được hay là thất thủ đây? Các bạn hãy xem hết video này nha. Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý cổ xí cho những hành động xấu hoặc trái với thần phong mỹ tục của Việt Nam và cũng không được bắt chước theo hành động trong video. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đặt cái này lên. Trời ơi, cái này là siêu hamburger luôn các bạn ơi. Ok, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Mình chính là Quân Chiến Đầu Quý Nấp đây. Và trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng quên rằng là để lại cho mình một nút like nè, một nút đăng ký và một nút chia sẻ nữa nha các bạn ơi. Và đừng quên là đăng ký cho tất cả mọi người chuẩn bị đợi sinh tố nữa nha. Tôi đang chế tạo ra hamburger siêu dài. Ai ơi, ok ơi. Ai ơi. Hình như là cái bà búp bê trong sự quýt game. Ê, bà làm gì đây ơi? Lùi lại, lùi lại đây. Cọc lên tụi nó đòi giết tao luôn. Mọi người không ai nhiều đây giúp tao đi. À, có chuyện gì vậy? Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Nhưng bảo vệ thành công, tao sẽ cho ngươi một món quà thiệt là bất ngờ. Trời ơi, cái quà gì nữa? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì tao vậy? Tự nhiên búp bê tới nhà tao bắt tao làm mấy cái này nữa nè. Trời ơi, mới gì đó tụi tôi vô. Ngày đầu tiên ngày một. Ôi, cái con gì, cái con gì? Cái con này đi, thầy giáo Bondi hả? Thầy giáo Bondi. Đúng rồi, đây là thầy giáo Bondi. Lâu rồi nha. Thầy giáo ơi, bảo vệ nè. Trời ơi, giận quá nha bây giờ. Mày con. Ôi ơi, con chồng kìa. Ôi, ông thầy qua đây bảo vệ. Gì bảo vệ? Ai ơi, mỗi lần đứng gần là bị mất máu á. Trời ơi, trời ơi. Ai, nó đánh tao, nó đánh tao ơi. Mày là con thầy giáo hả? Ai, tôi dạy ông lại bây giờ, anh tin không? Đưa quánh quánh giùm tao đi, ghê quá. Ông tự, ông bự quánh chữ. Mày là, ô, cái này. Ôi, cà tối luôn rồi. Ê, có gì nè. Rồi, cái đó nâng cấp đó bạn. Đây. Tôi lấy cấp. À, đây rồi, mình lượm được rồi. Nâng cấp thôi. Nâng cấp đi. Boom. Ê. Ok. Mày đừng có vô mày đánh ổng nha mày. Ai mà. Ổng đang thiết bị. Rồi, bây giờ mình sẽ mua cái gì? Đổi thành súng khác luôn rồi. Wow, lần này nâng cấp súng hả? Nâng cấp súng. Ôi, của mày. Tiểu tao. Dạ hả, cái thằng chó này tao đánh mày bây giờ tao có lấy của mày đâu. À, có súng rồi. Súng gì vậy? Mình sẽ mua cái súng lục thử coi mình xem nó như thế nào các bạn. Ôi, súng gì xịn vậy? Wow. Đại ba ơi. Xịn nha. Ôi rồi rồi, ngày 2 luôn rồi. Ngày 2 là con gì đây? Flanderman. Ai sẽ chịu hồi đây? Mỗi lần nó chết nó ra mấy cái súng tu kìa. Trời ơi, mày mạnh quá. Ôi, mày mẹ ớt. Mày còn cho nhiều tiền với ta. Ôi, đã ta. Ôi, sao vậy? Súng này mạnh hơn súng lần trước quá trời luôn. Ôi, nhưng mà, từ nên tiết kiệm đi mày ơi. Tao nghĩ nên tiết kiệm đi, tại vì lát nữa mới có boss nữa. Tôi sẽ làm em bự kìa. Ôi, chơi cho nó bự kìa. Ôi, mày. Tao bắn mày nè con. Đùi lại, cút ra, cút về. Slenderman hả? Ui, hình như là mấy con quái vật kinh dị nó tấn công mình á. Ây da. Trời, Slenderman khổng lồ kìa. Đúng rồi, tao khổng lồ là tao đánh mày lâu rồi. Ôi, tao tiêu diệt nó rồi. Ôi, trời tỏ rồi. Ôi, nâng cấp. Ai làm cái gì? Ôi, sao nâng cấp được vậy? Ô, đây, hết rồi. Ôi, trời. Ủa, sao ít, nó ít hơn hồi nãy nữa. Ủa, ai lượm được không vậy? Làm 25 cộng mà. Anh em với nhau nên chia sẻ đây. Ui ôi, nghe vậy. Ui, em mình mua thử cây súng thứ hai coi xem như thế nào các bạn. Cái cây này nè, mua 3-4 băng rồi, đó. Rồi, có súng mới rồi. Okay. Súng này. Đừng bắn tao nha, cúp nha, cốc. Mày ăn. Đó này, quậy mày. Mày cắm nha mày. Rồi, xong tới ngày 3 rồi kìa, con gì đây? Bendy hả? Bendy. Ôi, Bendy. Ôi, trời ơi. Mỗi lần chết này nó rất là mừng. Ôi, đừng chết nó vô. Mày hả con? Bendy. Ây da. Dạ, mày. Bên đây nhiều lắm luôn à. Có chuyện. Ai, đập thành lũ. Ôi, trời ngập lụt đó chắc ơi. Ôi, mấy cái mực của nó làm hư thứ sắt. Đuổi ra khỏi trong khác, hiểu không? Xong mày bắn nó. Trời mày ơi, ơi chết là đúng thiệt rồi. Rồi, bây giờ sao đây, Ôi, con chùm bên đây kìa. Ai, mày lùi lại, lôi ơi. Bắn đây. Mày. Chưa, cầm chưa. Hết đạn rồi mày ơi. Tụi tao, bắn nó nha. Từ từ mày ơi. Trời ơi, cứu ông kìa. Ôi, nó chạy ra bên trong rồi kìa. Ủa, mấy cái nước. Tôi giết thằng kìa, tôi ơi. Ờ, mày không giặt. À, giặt. Hỏi gì nó đi, bắn nó đi, đâu rồi? Ủa, trời tối mà. Ôi vậy, tao biết luôn á. Rồi, nâng cấp. Rồi, ok. Oh my god, sao nhiều tiền vậy? Để tôi suy nghĩ chiến thuật coi có nên mua cái gọi là cây súng nữa hay là cây súng nuclear gì nè, cây súng hạt nhân gì nè anh em. Tại tôi thấy cây súng hạt nhân nó xịn quá anh em. Tao mua gì đó. Mua cái gì? Robot level 3. Thôi, đừng mua mày.
Mua rồi. Không. Con robot đó phế phẩm lắm, không mua đâu. Tao xin mua hai con. Con robot đó phế lắm, mày đừng có mua. Mua rồi. Kiểu mình mua cái bắn hạt nhân gì nè anh em. Nhưng mà trước tiên mình phải mua một cái súng bắn lửa xem nó là sao. Cái gì vậy, mày đặt cái gì vậy? Ở trời ơi, cái con robot kìa, trời ơi. Rồi, đâu rồi. Ở đâu? Là bắn cái gì vậy? Ôi, súng này bắn đã vậy hả? Đúng rồi, bắn đã lắm, bắn đã lắm nè. Con robot tao hết tiền rồi, còn bắn súng này không à? Ngu luôn chưa con. Ôi, năm ngày 4 luôn. Ờ, ngày 4 là con gì vậy? Con gì vậy? Con gì vậy? Freddy. Ê, mấy con Freddy con kìa. Ai? Mày cút. Ôi trời ơi. Ôi, cái này đã vậy, cái này đã vậy. Mày. À, xin ơi, ấy à. Mày sao? Ấy à, ôi. Đừng có bắn gần nhà nha. Ôi, đừng, ơi, mình đứng gần nó là nó tạo ra những cái tơ để cho mình không chạy được. Ôi, trời ơi. Mà bị kẹt cưng, nó còn giết, nó còn nổ bom tao nữa. Mày. Đây gần cuốn cho là. Cho đi con. Tao cũng nổ rồi đó. Trời ơi, mày ra cho cái mày nổ nha. Dây chát cho nó nổ nha anh em. Trời ơi. Mày ghê dạ, quá. Dạ, sao mấy con robot con cứ đứng đụng cột vậy? Sử dụng cây này. Mày, sử dụng cây này. Đó, ok. Sử dụng cây này bắn nó mới đã nè anh em. Ôi ôi, ơ, cái Slenderman đâu đây? Mày được không? Mày Slenderman đâu ra? Ôi, mày cút ra, cút nhà. Robot ngu quá vậy trời. Mày, dạ. Ôi trời. Hỗ trợ tôi cái mấy bạn ơi. Ôi, mày đi nhầm lòng kìa. Mày đi nhầm lòng kìa. Ôi, ôi, tụi này. Ôi trời ơi. Nó bự vậy coi chừng nó đứng gần nhà của mình cái phá nhà kia. Ôi. Người ta cũng đứng gần nhà mình luôn rồi, trời ơi. Đẩy nó ra, trời ơi. Ui. Bắn nó đây, bắn nó. Ủa sao nó kính gì, nó làm cái kính gì á? Mày. Ủa chứ tự bảo vệ nó hay gì á ba. Mày bảo vệ ngu quá con. À dạ, nó quánh tao hoài ca. Mày vậy con, chết đi. Mày. Ôi, này trâu. Ôi, nhanh nhặt đồ lẹ không ta. Ôi. À đây, nhặt được rồi nè. Ôi, mày quá. Trời ơi, trời tối chưa ta. Còn mấy con nó xử hết đi. Này từ. Ủa có ngọc đỏ nè, từ bay tiêu gì cái, tôi bay tao lấy cái. Này tao giơ. Ồ, ok. Đây. Ôi, trời tối rồi. Rồi, nâng cấp thành cái rồi chạy vô nè. Hỡi cha. Ồ, full trắng, full hình chắc ra trắng. Cấp này sớm là khỏi bị nổ tin ti rồi. Mày nâng cấp đây. Mỗi con boss giết được có lần à, mày kêu nữa. Rồi, bây giờ hả? Mình có 6 cục này là mình sẽ đổi ra 6 cục vàng. Chỉ có 6 cục vàng thôi mà nó ra quá trời cục đồng luôn á anh em. Tôi xin dầu rồi để tôi mua thêm mấy cái táo vàng nữa anh em. Thôi là lát nữa nó đánh tôi chết nữa. Hồi nãy tôi xích chết đó anh em ơi. Trời ơi, ai cứ đứng trước mặt tôi vậy? Thêm nuclear. Đúng rồi, nuclear. Thêm nữa, chắc mình thêm vài cái nữa đi. Xài ơi, như thế này thì bắn làm sao? Tụi nó làm sao mình lại được á? Em cuối tới rồi. Đêm cuối là gì? Ai? Mấy con hân kia quấn, mấy con quấn ghê nhưng mà quấn ghê con hả? Hả? Lóc chóc quá vậy. Mấy con này lóc chóc quấn ghê con nè. U là trời. Mày tính làm gì nhà của tao? Cái súng của mình bắn đã rồi chứ. Mày ơi con. Mày làm gì? Hả? Quấn ghê con hả? Quấn ghê nè. Cái súng này đã rồi. Cái súng này bắn đã lắm luôn á. Kiểu nó một đường thẳng luôn á. Quầy, cái súng này bắn đã lắm em ơi. Ôi. Bên đây còn có mấy con nè. Ôi, có mấy con ở trong đây nè. Mày nè con, bye bye. Ôi, có mấy con nó chạy vô cái chỗ mua đồ của mình kìa. Ủa, sao nó chạy vô chi vậy? Nó mua súng mà, ai cho mày mua súng vậy? Ai cho mày mua vậy? Tùy tiện quá hang. Tùy tiện quá hang. Cung Ây da, chắc ơi. Nó phá cái thành của mình rồi kìa. Đâu? Ôi chưa bể. Qua đây. Ôi khó, không được. Mất lỗ rồi. Chắc. Con robot này sẽ bảo vệ, trong khi đó là mình sẽ bắn mấy con này trước. Ok. Được. Ôi, con mấy con nhỏ ra, bắn mấy con nhỏ chưa đã. Mày. Con này nữa. Mày, có kêu quá kìa. Chết rồi. Đây nè, cái con cuối này nè. Mày ở đây hả? Mày chết đây. Vậy là xong rồi. Ôi. Ở đâu? Cảm ơn các ngươi đã bảo vệ thành công ta. Và bây giờ đây là phần thưởng cho các ngươi. Yeah, được thưởng phần thưởng ra. Ôi. Ủa, mới làm gì vậy? What? Sao mình có mặc đồ rồi? Bye. Cái gì vậy? Squid Game chưa? Đó là phần thưởng cho tụi bay thôi. Trời ơi. Trời ơi. Đó là lý do mà tại sao mấy con kia bị bắt đó. Ba rồi mấy con kia. Ơi. Đi kìa.
Trời ơi, cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao cái bà này bả bị mấy con quái vật kia tấn công rồi. Trời ơi, tại bà đó, tại bà bắt người ta chơi Squid Game hoài. Rồi các bạn ơi, nói chung thì video của mình cũng có đây coi. Thì tạm biệt các bạn nha, bạn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. Bye bye. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. We'll be right back.